Bếp Mẹ Tôm xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Mẹ Tôm sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món sữa rất là giàu dinh dưỡng cũng như là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ sung vitamin nhóm B và đạm từ thực vật. Đấy chính là món sữa hạt, đậu đỏ, hạt nhân và hạt mít. Ở đây nguyên liệu mình cần chuẩn bị là 10 hạt mít mình đã luộc sẵn để bóc vỏ cho dễ hơn, khoảng 20 đến 25 hạt hạt nhân tương ứng với 15 đến 20 gram hạt nhân và 20 đến 25 gram đậu đỏ nhé. Với cái lượng nguyên liệu này thì mình sẽ nấu ra được 1.200ml thành phẩm sữa. Các bạn biết rằng là mùa mít đã bắt đầu được khá lâu rồi, và sau khi ăn mít xong thì các bạn đừng vội bỏ cái phần hạt đi, bởi vì là khi mà tìm hiểu thì biết rằng là hạt mít chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng khoáng chất của nó cũng rất là cao. Trong hạt mít có chứa chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, cũng như là giàu vitamin nhóm B và giàu các cái khoáng chất như là mangan, magie, sắt. Ngoài ra thì các cái loại hạt họ đậu thì là nổi tiếng với cái sự giàu vitamin nhóm B cũng như là khoáng chất như là sắt hay là canxi, phốt pho. Ở đây mình thường kết hợp công thức giữa các hạt họ đậu như là đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, và mình kết hợp thêm một loại hạt hạch có độ ngậy, ví dụ như hạt hạnh nhân. Ở đây thì hạnh nhân rất là giàu acid folic cũng như là omega 3, giúp cải thiện trí nhớ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn, giảm tỷ lệ tiểu đường cũng như là giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Với cái công thức sữa này thì mình nghĩ rằng là sẽ hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề tiêu hóa cũng như là hấp thụ dinh dưỡng rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện món sữa này với máy xay nấu đa năng Une V1 nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho toàn bộ nguyên liệu vào trong chiếc máy xay nấu đa năng Une V1 này. Sau đó thì mình sẽ cho nước, mức nước và cả nguyên liệu chạm đến vạch tối đa là 1.200ml thì các bạn dừng lại nhé. Sau đó thì mình sẽ đậy cái nắp này lại. Các bạn biết rằng là máy xay nấu đa năng Une V1 đã được cải tiến bằng cái lớp bên trong của nắp bằng inox 304, rất là an toàn trong quá trình các bạn xay nấu ở nhiệt độ cao nhé. Sau khi các bạn đậy chiếc nắp này lại thì các bạn sẽ lựa chọn chức năng sữa thảo mộc. Với chức năng sữa thảo mộc thì máy sẽ xay và nấu trong thời gian là 25 phút. Các bạn sẽ đi làm các công việc khác và chỉ chờ máy hoạt động và nấu xong thì các bạn sẽ cho sữa ra ngoài và thưởng thức nhé. Như vậy là chiếc máy xay nấu đa năng Une V1 đã kết thúc cái chu trình xay nấu sữa hạt trong thời gian 25 phút rồi. Và bây giờ chúng ta muốn cho thêm các cái đồ tạo ngọt như là đường, mình lựa chọn đường thốt nốt hay đường phèn hay là mật ong thì mình sẽ cho sau cùng khi mà máy đã thực hiện xong nhé. Các bạn có thể sử dụng một chiếc đũa để các bạn đảo cho đường tam, hoặc các bạn đường dạng viên, dạng cục to thì các bạn sẽ lựa chọn chức năng sinh tố của máy để giúp cho đường tan nhanh hơn nhé. Wow, sữa rất là thơm. Các bạn biết rằng là tự tay mình làm ra những cái ly sữa hạt này thì sẽ tạo cho mình cái cảm giác là rất là an toàn và an tâm khi mà mình kiểm soát được từ nguồn nguyên liệu đến cái quy trình mình làm nhé. Và đặc biệt là vào cái ngày hè nóng nực này, khi các bạn trở về nhà mở ngăn mát tủ lạnh ra luôn có những cái ly sữa hạt thơm ngon bổ dưỡng để bổ sung dinh dưỡng cho gia đình thì cũng rất là tốt. Rất là hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Mẹ Tôm sẽ giúp cho gia đình bạn có được những cái ly sữa thơm ngon vào ngày hè này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.